Tối qua, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố Cà Mau đã bất ngờ kiểm tra và phát hiện một đối tượng đang tàng trữ ma túy đá cùng nhiều hung khí nguy hiểm tại căn nhà ở thuê. Đó là Lý Hoàng Huynh, 28 tuổi, cư ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình. Công an phát hiện Huynh đang cất giấu 2 túi ni lông, bên trong chứa chất rắn nghi là ma túy đá tại phòng ngủ của mình và nhà vệ sinh. Huynh còn tàng trữ nhiều dao tự chế, gậy sắt cùng một số vật dụng phục vụ việc sử dụng ma túy. Tại cơ quan công an, Lý Hoàng Huynh khai nhận chất bên trong các túi ni lông là ma túy đá mà Huynh mua từ thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đối tượng và tang vật có liên quan đã được chuyển về công an thành phố Cà Mau để tiếp tục xử lý.